clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Chuyên gia phân tích lý do VinFast lọt top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 của tạp chí Time. VinFast vừa được tạp chí Time vinh danh trong danh sách Time 100 Company, top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2024. Bên cạnh những tên tuổi lớn như Google, Microsoft, Amazon, tạp chí nổi tiếng của Mỹ xếp VinFast vào nhóm đột phá, nhóm những công ty tạo nên dấu ấn nhờ mô hình mới lạ, chưa có thông lệ trên thị trường và gọi hãng xe Việt là hãng xe điện gây tiếng vang. Nguồn cảm hứng cho tương lai nhân loại. Ngày 30 tháng 5, tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của năm 2024. Trong đó, hãng xe điện VinFast đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được vinh danh trong danh sách quyền lực này. Xuất hiện bên cạnh VinFast trong danh sách truyền cảm hứng này là các gã khổng lồ như Google, Microsoft, Amazon, TikTok, Nvidia. Các ông lớn trong ngành xe như BMW, Toyota hay cả những startup về AI đã thay đổi ngành công nghệ toàn cầu như OpenAI, Anthropic. Time là tạp chí tin tức hàng đầu thế giới, có trụ sở ở New York, Mỹ và đã có lịch sử 101 năm. Đến nay, tạp chí này đã xuất hiện ở cả 5 châu lục với tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Đặc biệt, những bình chọn của Time được đánh giá là có giá trị, uy tín trên toàn cầu và được công nhận không kém cách danh hiệu lớn ở nhiều lĩnh vực trên thế giới. Được thiết lập từ năm 2021, danh sách Time 100 Company, top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới của Time, quy tụ những cái tên gây ấn tượng toàn cầu từ các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, y tế, giao thông, năng lượng. Việc được Time đưa vào danh sách này là một danh hiệu giá trị cho bất kỳ công ty nào. Để làm nên danh sách này, nhóm các biên tập viên của Time đã xem xét các đề xuất, đơn đăng ký và khảo sát các cộng tác viên, phóng viên của tạp chí trên khắp thế giới. Ngoài ra, tạp chí cũng tìm kiếm lời khuyên từ đội ngũ chuyên gia, tổ chức độc lập. Time 100 Company được xây dựng dựa trên tổng thể các tiêu chí, từ năng lực, khả năng tác động tới tính sáng tạo, tham vọng và thành công của các công ty được lựa chọn. Viết về VinFast trên Time, nhà báo Charlie Campbell nhắc lại việc hãng xe Việt từng gây tiếng vang trên thế giới về tốc độ xây dựng nhà máy thần tốc chỉ trong vòng 21 tháng. Để có cái nhìn khách quan nhất về quá trình phát triển của VinFast, người viết đã đến thăm tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng vào năm 2022, cũng như theo dõi VinFast cẩn thận trong những năm qua. Ấn tượng với quy mô sản xuất và những bước phát triển thần kỳ của VinFast, đặc biệt khi giá cổ phiếu VFS tăng vọt 700% chỉ trong 2 tuần đầu tiên sau khi hãng này niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, Time đã gọi VinFast là hãng xe điện gây tiếng vang. Tạp chí uy tín hàng đầu của Mỹ đánh giá mô hình kinh doanh xe điện thuê pin của hãng xe Việt Nam là độc nhất vô nhị. Theo Times, VinFast đặt mục tiêu doanh số xe lên 100.000 xe trong năm 2024, gấp 3 lần doanh số hiện tại. Được sự hậu thuẫn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, VinFast đang xây dựng nhà máy ở bang North Carolina, ở Indonesia và Ấn Độ. Times viết, đồng thời dẫn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của ông Phạm Nhật Vượng với VinFast tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4 năm nay. Theo tạp chí này, các công ty trong danh sách được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo tài ba, có thể mang đến những mô hình mới và cảm hứng cho tương lai của nhân loại. VinFast đang tạo động lực cho các doanh nghiệp trên thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, VinFast đã làm nên lịch sử cho doanh nghiệp Việt. Sự kiện này càng đặc biệt trong bối cảnh thị trường thế giới đang trải qua thời kỳ biến động dữ dội và cạnh tranh khốc liệt trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô điện. Vị chuyên gia kỳ cựu bình luận. Đồng quan điểm, tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng cho rằng đây là tin vui không chỉ cho thương hiệu VinFast mà cho cả Việt Nam. Ông nhận định, việc một doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh trong danh sách top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của Time, với góc nhìn khách quan, công bằng, mang ý nghĩa tự hào và đánh dấu sự trưởng thành của VinFast. VinFast dù chưa phải tên tuổi lớn trên thế giới, nhưng cách mà họ đương đầu thách thức thị trường, chấp nhận cuộc chơi lớn toàn cầu rõ ràng là đáng được ghi nhận, tiến sĩ Trần Đình Thiên chia sẻ. Nói thêm về VinFast, đặc biệt là việc hãng xe Việt nằm trong nhóm đột phá do Time bình chọn, tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng đột phá là điều mang nhiều ý nghĩa với VinFast. Thứ nhất, một công ty tập đoàn đến từ một đất nước đang phát triển về kinh tế đã bứt phá ra sân chơi toàn cầu, đó chính là đột phá. Thứ hai, đột phá cũng gắn với lựa chọn của VinFast về công nghệ, một lĩnh vực rất nhiều thách thức và rất mới. Thứ ba, đó là cách VinFast chinh phục những thị trường hàng đầu với một sản phẩm đẳng cấp là ô tô điện,
Đó là sự táo bạo và đột phá không phải ai cũng dám làm, dám chấp nhận thách thức, vị chuyên gia phân tích. Nhìn rộng hơn, tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, với những lựa chọn trên, VinFast sẽ là nhân tố để truyền cảm hứng cho thế giới. Những gì VinFast đã làm được sẽ tạo ra sự khuyến khích, là nguồn cổ động cho tầm nhìn mới của các doanh nghiệp trên thế giới. Ngoài ra, việc VinFast đến từ một quốc gia đang phát triển như Việt Nam cũng sẽ là động lực cho doanh nghiệp các nước đi sau mạnh dạn hơn trong một thế giới cạnh tranh đầy khốc liệt hiện tại, ông nói. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.